Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, người đang gây bất ngờ đối với nhiều những nhà phân tích chính trị tại Việt Nam, bởi chỉ trọn vẹn trong nửa năm cuối năm 2019, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã vứt phá và vươn lên trở thành ứng cử viên số 1 cho vị trí Tổng Bí thư trong Đại hội lần thứ 13 diễn ra vào năm 2021. Tin Nguyễn Thị Kim Ngân là người kế vị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay lập tức đã khiến cho rất nhiều người trở nên quan tâm, bởi lẽ thông tin này rất đồng điệu với thời gian gần đây khi mà bà Nguyễn Thị Kim Ngân liên tục bị đánh phá trong hai đại án. Đầu tiên là liên quan đến 300 bộ áo dài mà số tiền mỗi bộ lên đến hàng trăm triệu đồng. Nếu quy ra thì bà Ngân phải sống một cách tằn tiện trong vòng 30 năm mới có đủ tiền để mua 300 bộ áo dài đến như vậy. Vụ thứ hai cũng gây chấn động không kém, đó là vào hồi cuối tháng 12 năm 2018, bà Nguyễn Thị Kim Ngân là người dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội đi công du Hàn Quốc. Trớ trêu thay, trên chuyên cơ của bà đã có 9 người Việt Nam trốn ở lại Hàn Quốc, khiến dư luận nghi ngờ về việc bà Nguyễn Thị Kim Ngân chính là người đạo diễn của phi vụ bỏ trốn nêu trên, trong khi một số nhà phân tích nhận định khả năng cao là số người này đều là những quan chức cao cấp và họ muốn trốn lại nhằm tránh công cuộc đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong khi một số khác lại cho biết rõ ràng thì bà Nguyễn Thị Kim Ngân cố tình điều hành đường dây buôn người để lấy những số tiền lớn đến từ những người nhập cư bất hợp pháp của Việt Nam tại Hàn Quốc. Theo những nhận định của các nhà phân tích chính trị tại Việt Nam và trên thế giới cho biết, uy tín, vị thế và vai trò của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đang trở nên hết sức lớn mạnh. Sau cuộc thanh trừng có rất nhiều quan chức trong Bộ Chính trị, bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đang trở thành quan chức cao cấp nhất, nhận được sự chú ý nhiều nhất của giới báo chí tại Việt Nam. Sau hàng loạt các scandal lớn và nổi tiếng như vụ 9 người đi nhờ chuyên cơ và trốn lại ở Hàn Quốc, trong đó một số nguồn tin đồn cho biết còn có chồng và con gái của bà Ngân trong đoàn 9 người nêu trên, thì dư luận một lần nữa chấn động trước tin bà Nguyễn Thị Kim Ngân bất ngờ vươn lên trở thành một ứng cử viên sáng giá nhất trong vị trí Tổng Bí thư tại Đại hội lần thứ 13 dự kiến diễn ra vào năm 2021. Theo đó, một nguồn tin nội bộ cho biết trong kỳ họp lần thứ 11 của Ủy viên Trung ương Đảng có những cuộc bỏ phiếu tín nhiệm cho chức vụ Tổng Bí thư tại Đại hội lần thứ 13, thì Nguyễn Thị Kim Ngân bất ngờ vươn lên dẫn đầu và xếp sau là Trần Quốc Vượng và Nguyễn Xuân Phúc. Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội đang thu hút sự chú ý của dư luận khi mới đây các cơ quan Hàn Quốc đã thông báo cho biết có bàn tay của bà Nguyễn Thị Kim Ngân trong phi vụ 9 người đi nhờ chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội bỏ trốn tại Hàn Quốc. Trong đó, cơ quan cảnh sát điều tra tại Hàn Quốc nhận định đã có những tay trong tiếp tay cho 9 người này, và những nguồn tin nhận định rằng rõ ràng các quan chức cấp cao trong Quốc hội đã thu tiền của 9 người nêu trên với danh nghĩa là đi cùng chuyên cơ với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhằm xúc tiến thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Tuy nhiên, các quan chức này đã ý thức được rõ rằng việc đưa 9 người nêu trên là một cách để cho họ được sống bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Với các hành vi nêu trên theo đúng nghĩa của quốc tế, thì bà Nguyễn Thị Kim Ngân và các lãnh đạo cấp dưới của bà đang tổ chức buôn người, tổ chức vượt biên trái pháp luật. Đây là lý do khiến cho cơ quan Hàn Quốc nhận định rất có thể Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẽ phát chát chấn độ bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Ngoài ra, một số ý kiến còn tiết lộ cho biết cơ quan Hàn Quốc đưa ra thông báo đề nghị Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cần phải hợp tác với cơ quan điều tra để tìm cho ra manh mối thủ phạm, thậm chí là đưa bà Nguyễn Thị Kim Ngân sang Hàn Quốc làm rõ về hành trình của bà đối với 9 người nêu trên. Vốn dĩ trong Đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, chức vị Chủ tịch Quốc hội của bà Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ là hữu danh vô thực, và cái tên Nguyễn Thị Kim Ngân không phải là cái tên nổi trội trong chính trường Việt Nam so với Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc và đặc biệt là Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Nguyễn Thị Kim Ngân bất chợt lật ngược tình thế với hàng loạt biểu hiện cho thấy bà sẵn sàng công khai quát nạt đại biểu Quốc hội, sẵn sàng bắt ông đương kim Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, đồng thời cũng là Ủy viên Bộ Chính trị phải im lặng. Đặc biệt hơn nữa, các chỉ dấu cho thấy Nguyễn Thị Kim Ngân đã vượt qua Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc đua chạy vào cương vị Tổng Bí thư của Đại hội lần thứ 13, bất chấp việc bà đã quá tuổi về hưu theo như quy định của Đảng cầm quyền. Rõ ràng, con người của Nguyễn Thị Kim Ngân rất đa đòn và nhiều mưu kế. Bà ta cũng có giá tâm trèo lên cương vị cao nhất trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam với cái ghế Chủ tịch nước và Tổng Bí thư thay thế cho ông Trọng sắp về vườn vào Đại hội lần thứ 13 sắp tới đây. Đã 10 ngày trôi qua kể từ ngày phát biểu của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng tố cáo Nguyễn Thị Kim Ngân và yêu cầu Quốc hội làm rõ 9 người đi nhờ chuyên cơ có tham nhũng hay không. Cụ thể như sau, trong cuộc họp về công tác phòng chống tội phạm về hoạt động của ngành tư pháp Quốc hội vào ngày 4 tháng 11, ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng ban dân nguyện, trong những lời phát biểu cuối cùng của bài phát biểu của ông có những phát biểu như sau: cử tri đánh giá hoạt động của kiểm sát nhân dân chưa ngang tầm nhiệm vụ được giao, có thể nói rằng vị thế của ngành kiểm sát nhân dân hiện nay giảm sút nhiều so với những năm trước đây, vì thế phải thẳng thắn và nhìn vào sự thật, nhận diện và quyết tâm hơn. Vụ án 9 người bỏ trốn tại Hàn Quốc khi đi cùng chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vẫn thu hút sự chú ý của dư luận khi mới đây trên nghị trường Quốc hội, ông Lưu Bình Nhưỡng
đã chỉ đích danh bà Nguyễn Thị Kim Ngân với cáo buộc tham nhũng, đồng thời có ý kiến cho rằng có chồng và con